Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3456 đến chương 3460. Trung Châu, Nhị Phòng, Hạ Gia, tại căn phòng của Hạ Hà. Âm! Cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, Hạ Hùng mặt mũi tràn đầy tức giận vọt vào. Nhị bá! Nhìn thấy Hạ Hùng, khí thế hùng hổ, Hà Hà một vẻ mặt kinh ngạc, nàng không biết mình đã làm cái gì đắc tội với Hạ Hùng. Hạ Hùng nghiến răng nghiến lợi nói ra: Hạ Chí, cái tên Vương Bát Đản này vậy mà nói với phụ thân muốn để cháu đi hầu hạ Khương Kiến của Khương gia giới cổ võ, cái gì? Hà Hà sắc mặt đại biến, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mặt mũi đều là tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Cái chết của mẫu thân liền đã đến nàng đối với Hạ gia sinh ra hận ý. Không nghĩ tới, Hạ gia lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng nàng để đổi lấy lợi ích. Hà Hà hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Hạ Hùng nói ra: Nhị bá, cháu cho dù có chết cũng sẽ không đi hầu hạ người thế gia giới cổ võ. Hà Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thoáng trầm mặt về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia kiên định, nhìn xem Hà Hà nói ra: Ta hiện tại liền để người đưa cháu rời đi, về sau đừng bao giờ trở lại Hạ gia nữa. Hà Hà một vẻ mặt kinh ngạc, dường như nàng không nghĩ tới Hạ Hùng lại muốn để người đưa mình rời đi. Khoảng thời gian này nàng một mực bị giam lỏng tại Hạ gia, mặc dù lần trước Hạ Hùng cũng đã nói để nàng rời đi, chỉ là nàng biết nếu như mình rời đi sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Hạ Hùng. Huống chi bây giờ Hà Hoành Viễn đã quyết định muốn đem mình đưa đi hậu hạ người thừa kế Khương gia giới cổ võ. Nếu như lúc này mình được Hạ Hùng cho người đưa đi, Hạ Hùng sẽ khó mà thoát khỏi phiền phức. Hà Hà hỏi ra: Nếu như cháu rời đi thì kết quả của nhị bá nhất định sẽ rất tệ, đúng không? Hà Hùng nhíu mày nói ra: Ta là nhị thiếu gia của Hạ gia, coi như đem cháu thả đi thì có ai dám đụng đến ta được chứ? Ông nội cháu coi như có tức giận cũng sẽ không làm gì ta. Ngược lại là cháu, nếu như không thể rời đi, sợ là cái mạng nhỏ của cháu đều phải ném bỏ. Ông ta biết rất rõ, Hà Hà nếu quả thực được đưa đi hầu hạ Khương Kiến, thì Hà Hà cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục trước Khương Kiến. Thấy Hà Hà còn đang do dự không quyết, Hà Hồng lập tức gấp gáp cả giận nói: Cháu còn đang suy nghĩ cái gì nữa chứ? Nếu cháu không đi, liền thực sự sẽ không đi được nữa đâu. Hà Hà rốt cục cũng quyết định, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Hạ Hùng nói ra: Nhị bá, ân tình của chú, cháu sẽ ghi nhớ cả một đời. Hà Hùng gật đầu: Tài xế của ta đang đợi tại cửa ra vào, cháu mau lên xe rồi đi đi. Hà Hà cuối cùng lại thật sâu nhìn Hạ Hùng một chút, lúc này mới quay người rời đi. Nàng vừa ngồi lên xe, Hạ Hùng bỗng nhiên lại nói: Nếu như có một ngày Hạ gia thực sự bị hủy diệt, ta hy vọng cháu có thể giúp đỡ Hạ gia. Không cần Hạ gia trở lại những tháng ngày huy hoàng trước đây, chỉ cần Trung Châu còn có một cái gia tộc là Hạ gia, như thế là đủ rồi. Ông ta đã hơn một lần hỏi qua Hạ Hà, nếu như có một ngày Hạ gia bị hủy diệt, Hạ Hà có thể trợ giúp Hạ gia hay không? Lúc đó, Hạ Hà cũng chưa hề nói ra câu trả lời của mình. Hôm nay, ông ta lại một lần nữa đưa ra thỉnh cầu để Hạ Hà trợ giúp Hạ gia. Trong đầu Hạ Hà bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh mẫu thân đập đầu vào đá tự sát, cừu hận trong lòng đối với Hạ gia càng lúc càng sâu hơn. Thế nhưng là nghĩ đến Hạ Hùng, vị bá phụ duy nhất tại Hạ gia đối xử tốt với mình, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Không sao, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, nếu như cháu không nguyện ý vậy thì... Thế Hà không nói lời nào, Hà Hùng cười khổ một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cũng được, liền nghe Hà Hà nói ra: Nhị bá, cháu đáp ứng với chú. Nghe nàng nói như vậy, vẻ phiền muộn trên hai đầu lông mày của Hà Hùng nháy mắt biến mất. Ông ta vừa cười vừa nói: Vậy nhị bá liền cảm ơn cháu trước. Mắt thấy xe dần dần rời đi, Hà Hùng lúc này mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là hậu tự duy nhất của tam đệ, ta có thể làm chỉ có những chuyện này. Hy vọng cháu
có thể tuân thủ lời hứa hôm nay với ta. Hạ Hùng hai mắt đỏ bừng, ánh mắt quét nhìn một vòng, lắc đầu chỉ có thở dài không ngừng. Ông ta biết rõ sự bài xích của trưởng lão hội đối với thế gia giới cổ võ, cũng biết giữa trưởng lão hội cùng thế gia giới cổ võ đang có một trận minh tranh ám đấu. Thế gia giới cổ võ muốn trắng trợn tràn vào ở giới thế tục, đồng thời trở thành người chủ đạo chưởng khống thế giới mới, mà trưởng lão hội lại đang một mực ngăn cản, cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của người giới thế tục. Một khi thực sự để thế gia giới cổ võ trở thành người chưởng khống thế giới mới, thì những người bình thường không có một chút thực lực tại giới thế tục, hạ tràng sẽ càng thê thảm. Có thể nói, Hà Hoành Viễn tại trước mặt thế gia giới cổ võ cùng trưởng lão hội đã lựa chọn nghiêng về thế gia giới cổ võ. Nếu như thế gia giới cổ võ thắng, thì thực lực của Hạ gia có thể tăng lên rất nhiều, nhưng ngược lại, tất cả chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Khương gia giới cổ võ. Cả một đời này, Hạ gia đều chỉ có thể là một con gia tộc con rối. Nếu là trưởng lão hội thắng, Hạ gia sẽ trở thành đối tượng bị dùng để giết gà dọa khỉ. So ra mà nói, Hà Hùng cảm thấy tà bất thắng chính, thắng lợi cuối cùng sẽ chỉ thuộc về trưởng lão hội, mà nội tâm của ông ta cũng càng có lòng tin đối với trưởng lão hội nhiều hơn. Đúng lúc này, một đám người khí thế hung hăng vọt vào. Làm can! Hà Hùng gầm lớn một tiếng, một vẻ mặt không vui nói ra: các người có còn phép tắc hay không? Đến nhị phòng của ta liền thông báo một tiếng cũng không có được sao? Cầm đầu là một thanh niên mỉm cười tiến lên nói ra: nhị thiếu gia bớt giận, chúng ta là phụng mệnh gia chủ đến đây mời Hạ Hà tiểu thư đi một chuyến, sự tình khẩn cấp nên liền quên thông báo, cũng mong nhị thiếu gia không trách tội. Đến thật đúng là nhanh à. Trong lòng Hạ Hùng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Vườn gia trang Hạ gia rất lớn, chiếc xe chở Hạ Hà vừa mới rời đi được một lúc, một khi hiện tại lộ ra tin tức Hạ Hà đã rời đi, xe còn chưa hề rời khỏi vườn gia trang Hạ gia liền sẽ bị chặn lại. Bốp! Hạ Hùng một bàn tay quất thẳng vào trên mặt đối phương, cả giọng nói ra: phép tắc chính là phép tắc, dám xông vào nhị phòng dựa theo phép tắc nhị phòng của ta, đó chính là trọng tội. Đối phương bị nện cho một bàn tay, trên mặt lập tức xuất hiện một bàn tay rõ ràng. Nhị thiếu gia, ta đã từng nói ta là phụng mệnh gia chủ mà đến, ngài ở trước mặt mọi người trừng phạt ta, vậy có đem gia chủ để vào trong mắt hay không thế? Đối phương một vẻ mặt lạnh lùng chất vấn. Phía sau hắn còn đi theo mấy tên võ giả, hai mắt đều là lom lom nhìn chằm chằm Hạ Hùng, căn bản cũng không đem Hạ Hùng để vào trong mắt. Hạ Hùng chân mày cau lại, hừ lại một tiếng: Phùng Hổ, ngươi đây là còn muốn động thủ với ta hay sao? Phùng Hổ lạnh lùng nói: không dám. Hạ Hùng lạnh lùng nói: đã không dám và liền cút ra ngoài cho ta, Hà Hà bên này ta sẽ dẫn nàng đi gặp phụ thân. Ai ngờ Phùng Hổ một bước cũng không chịu nhượng bộ, nhìn chằm chằm Hạ Hùng nói ra: nhị thiếu gia, gia chủ để ta tự mình đến mang Hà Hà tiểu thư rời đi, cũng mong nhị thiếu gia không nên làm khó ta. Hà Hùng lạnh giọng nói: ta ngược lại là muốn nhìn một chút, không có lệnh của ta ai dám làm càn tại nhị phòng. Phùng Hổ vung tay lên phân phó: đem nhị thiếu gia ngăn lại cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, mấy tên võ giả lập tức đem Hạ Hùng vây vào chính giữa. Hạ Hùng lập tức nổi giận: làm càn, Phùng Hổ, người có biết mình đang làm cái gì hay không? Phùng Hổ nhìn cũng không thèm nhìn Hạ Hùng một chút nào, mà là hướng thẳng đến căn phòng của Hạ Hà vọt tới. Chỉ là sau khi xông vào căn phòng mới phát hiện ra không có một ai. Người đâu? Phùng Hổ lập tức gấp gáp nhìn xem Hạ Hùng hỏi. Hạ Hùng lập tức lạnh lùng nhìn xem Phùng Hổ không trả lời. Cho đến giờ phút này, Phùng Hổ mới ý thức được cái gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, cả giận nói: Hạ Hùng, ngươi vậy mà thả Hà Hà rời đi. Lúc này, hắn ngay cả nhị thiếu gia đều không gọi mà gọi thẳng tên. Không kịp suy nghĩ nhiều, Phùng Hổ lập tức bấm số điện thoại của Hà Chí nói ra: đại thiếu gia, Hà Hà đã bị Hạ Hùng đưa đi, người hẳn là còn chưa hề rời khỏi trang viên. Đại thiếu gia, nhanh nhanh hạ lệnh cản lại. Hôm nay tác giả ra có chuyện này thôi nha, chứ không phải là ad gì dìm lại đâu nha.
mỗi ngày tác giả cho ra đường đỏ thôi mọi người ha.